Vâng, em chào cô bác và anh chị nhé. Hôm nay thì tiếp tục em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị lô đất mặt đường thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhé. Nằm cạnh đường nhựa này. Đó, cái mặt đường nhựa đây. Đó, xe chạy này. Thì lô đất này nó có đằng sau của nó là view nhá. View toàn cảnh cũng khá là đẹp nha các bác. Thì đường điện này, đường điện nhà nước là chạy dọc đường này. Đó. Cái đường này là sẽ đổ nhựa nha các bác. Khả năng là trong năm là người ta sẽ đổ nhựa, cái đường rất là rộng luôn. Đó, thì cái lô đất em giới thiệu là cái lô đất chỗ này nhá. Cái lô đất này thì em đã bán rồi này. Nó có chiều ngang là 15. Chạy qua tới đây là 15 m và chạy sâu là 35 m nhá. Đó, là em đã bán rồi. Và còn lô còn lại đây. Đây nó nằm này. Từ đây chạy qua phía bên cọc cột bê tông kia thì nó cũng là 15 m. Nó cũng chạy sâu là 35 và có 150 m thổ cư. Thì lô này người ta đang bán với cái giá là 95 triệu trên 1 m ngang nha các bác. 1 m ngang. Thì 15 mét thì nó rơi vào hơn 1 tỷ tư các bác. Đó, nó có 100 mét thổ cư luôn. Thì cái đất của mình là đất thổ dương bằng và rất là đẹp nhá. Bây giờ em ra đằng sau miếng đất này cho các bác xem này. Cái lô đất này thì em cũng mới bán rồi. Thì vừa hôm nay là đúng ngày công chứng luôn. Thì mới trưa nay là mới công chứng xong các bác. Là cái lô này đã bán rồi nhá. Còn lô khúc giữa đây. Đó, đây là cái view toàn cảnh của mình đây. Lô ngoài này thì em đã bán rồi. View toàn cảnh luôn. Đường nhựa thì ngay đây rồi. Đó. Khu vực trung tâm thì ngay ngoài này nha các bác. Từ đây mà chạy ra tới tỉnh lộ 725 á thì nó có rơi vào tầm có 300 m thôi nha các bác. 300 m là ra tới tỉnh lộ 725 rồi. Đó, đi theo cái đường nhựa này này. Hướng ra đây là ra tới tỉnh lộ 725 thì có 300 mét thôi. Nó ngay ngoài này, ngay cái nhà ngoài kia thôi, ngay trước mặt của nhà này này các bác. Đó là tỉnh lộ 725 thì ngay ngoài này. Trung tâm trường học cấp 1, cấp 2 nó ngay ngoài này luôn. Thì bây giờ em sẽ neo lên trên đây để cho các bác xem này. Đây với từ mặt đường ngoài này nha các bác. Thì nó vào đây, nó đã từ sẽ tới cái cọc này nha. Là 35 mét. 35 mét là từ đây cái cọc này đổ ra ngoài kia. Ngang 15 và sâu 35. Trên đất của mình đã lên được 150 mét thổ cư. Đây, đây là toàn bộ cái view của mình. Đây, cái đất bên mình đây thì nó cao hơn một chút. Đây, đất của mình thì toàn bộ là cỏ đây các bác. Đó, toàn bộ là cỏ và cà và bơ này. Đó, nó tới đây. Tới cái cây bơ to này luôn. Thì đây là cái trường trung tâm, trường chợ ở ngoài này. Đây là trường cấp 2 này. Cấp 2. Và trường cấp 1 nằm phía bên dưới nhá. Trường cấp 1 nằm phía bên dưới chạy theo đường tỉnh lộ đó. Đó, ngay ngoài đấy, khu đông dân cư. Đó. Ở đây thì không khí nó thoáng, nó mát mẻ nha các bác. Cái độ cao của nó là 950 m so với mực nước biển á. Đấy, cái đường điện dọc đường đây. Lô bên này là lô khác rồi. Nhưng mà lô này người ta không bán, người ta bán lô này nhá. Và cái lô toàn cỏ đây. Trên này thì dải đất của mình rất là bằng. Thổ dương cao hơn đường, rất là cao. Cao hơn nhiều so với đường. Cái này mình có thể múc đất đi và bán nha các bác. Mỗi xe bán đâu đó thì được mấy chục ngàn, 70-80 ngàn một xe. Đó, đây cái mặt đường này em đứng này. Cái đường nhựa kia. Và cái hướng này nó là hướng Tây Nam nha các bác. Từ mặt đường này nhìn qua bên này là Tây Nam. Nhìn thẳng ra ngoài kia là Tây Bắc đây. Đó, xe chở đất này. Đất mình có thể múc đi và bán nha. Nói chung là đứng trên này thì mới cảm thấy cái luồng khí lạnh nó thổi vào người cực kỳ đã luôn các bác. Đang là xế chiều rồi. Đó,
95 triệu một mét, ngang 15 và sâu là 35, 150 mét thổ cư. Thì các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé. Đó, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì trước đất của mình đây là người ta có trồng được mấy cây cây thần tài này. Đó, cây thần tài. Cái thế của mình, cái đất này, từ đây lên tới cái mặt đất của mình thì nó rơi vào tầm khoảng 3 mét, hơn 3 mét thôi các bác. Thế dương cao ráo luôn. Đó, rất là cao. Đường này thì người ta sẽ mở rất là rộng ấy các bác. Đường này là đường đi liên thông hết nha. Toàn bộ đi liên thông, và cái đường này nó cũng là đường đi liên thông này. Cuối cùng nó cũng vòng ra, nó chạy ra một vòng luôn á, rồi cuối cùng ra đường tỉnh lộ 725 luôn. Đó, Tân Thanh này, đường chảy nhựa rất là nhiều, nên là nó có giá trị về sau này nha các bác. Các bác có thể mua để đầu tư.